mừng các em đã đến với chương trình dạy học do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tổ chức. Cô xin tự giới thiệu, cô là Vương Thị Cúc, giáo viên dạy môn ngữ văn trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, vào những năm 80 của thế kỷ 20, giữa công cuộc đổi mới đất nước đã làm thay đổi diện mạo đời sống xã hội và đời sống văn học, thì sự xuất hiện những vở kịch của Lưu Quang Vũ đã thực sự là một ngọn gió mới chinh phục được khán giả trên cả nước. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, gần 10 năm, Lưu Quang Vũ đã sáng tác được khoảng hơn 50 vở kịch. Đó là một số lượng lớn khiến nhiều người phải kinh ngạc. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học một đoạn trích trong vở kịch Hồn chương 3, Da hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ. Trước hết, các em đến với phần 1 La Mã, tìm hiểu chung. Một nhỏ, tác giả. Các em hãy đọc kỹ phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa trang 142 và 143. Các em hãy ghi nhớ những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả Lưu Quang Vũ. Các em có nhận xét gì về Lưu Quang Vũ? Lưu Quang Vũ thành công nhất ở thể loại nào? Chúng ta có thể thấy rằng Lưu Quang Vũ là một nghệ sĩ đa tài, làm thơ, viết văn xuôi, vẽ tranh và soạn kịch. Trong đó thì kịch là phần đóng góp xuất sắc và tiêu biểu nhất của ông. Lưu Quang Vũ được coi là một trong số những nhà viết kịch tài năng nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Người ta cho rằng ông chính là Molière của Việt Nam, với những vở kịch nổi tiếng như Nàng Sita, Lời nói dối cuối cùng, Bệnh sĩ, Tôi và chúng ta, Hồn chương 3, Da hàng thịt. Các em đến với phần 2 nhỏ, tác phẩm. Hãy chỉ ra xuất xứ và thể loại của tác phẩm Hồn chương 3, Da hàng thịt. Các em có thể thấy rằng vở kịch Hồn chương 3, Da hàng thịt được viết năm 1981 và công diễn lần đầu năm 1984. Tác phẩm thuộc thể loại kịch. Đặc trưng của thể loại kịch là phản ánh đời sống dựa vào xung đột kịch. Chính vì vậy, khi tìm hiểu một văn bản kịch, các em phải tập trung tìm hiểu xung đột kịch. Và bản chất của kịch là sáng tạo ra để diễn. Chính vì vậy, khi đọc một văn bản kịch, các em phải gắn liền với việc xem kịch, tức là đọc kịch bản văn học gắn liền với sân khấu. Trong bài học về tác phẩm Hồn chương 3, Da hàng thịt, các em có thể lên YouTube và xem vở kịch Hồn chương 3, Da hàng thịt. Dựa vào phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa, các em hãy tóm tắt vở kịch Hồn chương 3, Da hàng thịt. Sau đây, cô giáo sẽ tóm tắt nội dung của vở kịch Hồn chương 3, Da hàng thịt theo 7 cảnh như sau. Cảnh thứ nhất, trên thiên đình. Nam Tào và Bắc Đẩu làm công việc điểm tên những người sẽ phải chết trong một ngày. Đế Thích là vua cờ trên thiên đình, đã đến và ngỏ ý muốn xuống hạ giới để tìm người đánh cờ cho vui. Vì mãi vội vàng đến dự tiệc ở dinh Thái Thượng Lão Quân, nên Nam Tào đã gạch bừa tên một người là Trương Ba. Cảnh 2, tại nhà Trương Ba. Trương Ba là một người làm vườn rất nhân hậu, có bản tính ngay thẳng. Trong khi mà ông đang làm vườn và trò chuyện cùng với vợ, con trai, con dâu và đứa cháu gái, thì Bắc Trường Hoạt sang chơi cờ. Và chúng ta thấy rằng Trương Ba là một người rất giỏi đánh cờ dưới hạ giới. Khi mà Bắc Trường Hoạt lâm vào thế bí, thì Trương Ba rung đùi và nói rằng: "Thế cờ này, họa chỉ có Đế Thích mới gỡ nổi." Đế Thích nghe thấy có người nhắc đến tên mình, liền xuất hiện và gỡ thế bí cho Bắc Trường Hoạt. Và từ đó thì Đế Thích thường làm bạn đánh cờ với Trương Ba. Đế Thích đã tặng cho Trương Ba mấy nén hương và dặn cách sử dụng khi mà cần gặp Đế Thích. Sau đó, Trương Ba đột ngột qua đời. Cảnh 3. Nam Tào, Đế Thích và Bắc Đẩu đang trò chuyện thì vợ của Trương Ba xuất hiện, bởi vì bà vô tình đốt 3 nén hương do Đế Thích đưa cho Trương Ba. Và khi mà biết là Nam Tào gạch bừa tên Trương Ba,
thì bà đã nhất quyết đòi lại mạng sống cho chồng mình. Và dưới sự gợi ý của Đế Thích, Nam Tào đã sửa sai bằng cách cho hồn Trương Ba nhập vào thân xác của anh Hàng Thịt vừa mới chết để sống lại. Cảnh 4, tại nhà anh Hàng Thịt. Xác anh Hàng Thịt đang nằm trong quan tài, bỗng đội nắp dậy và nhất quyết là đòi về nhà Trương Ba, không chịu ở lại nhà anh Hàng Thịt nữa. Mọi người hết sức ngỡ ngàng, ngạc nhiên, nhưng cũng đành phải chấp nhận, bởi vì lúc này trong thân xác của anh Hàng Thịt đã là linh hồn của Trương Ba rồi. Cảnh 5, mọi rắc rối do hồn Trương Ba phải nhập vào thân xác của anh Hàng Thịt đã bắt đầu. Lý Trường thì sách nhiễu, vợ anh Hàng Thịt thì đến đòi chồng, rồi đến nửa đêm Trương Ba mới có thể trở về nhà. Cảnh 6, tại nhà anh Hàng Thịt, hồn Trương Ba đã giúp vợ anh Hàng Thịt mổ lợn, pha thịt. Sau đó thì vợ anh Hàng Thịt đã mời cơm rượu và có ý định giữ hồn Trương Ba ở lại. Dưới sự xui khiến của xác thịt, hồn Trương Ba cũng định xuôi theo. Nhưng sau giây phút lưỡng lự ấy thì hồn Trương Ba đã gỡ tay chị vợ anh Hàng Thịt ra và trở về nhà. Cảnh 7, Bác Trưởng Hoạt sang nhà Trương Ba phàn nàn về việc rằng là Trương Ba bây giờ thay đổi tâm tính nhiều quá. Thích ăn ngon, thích uống rượu, rồi nước cờ đi cũng khác. Vợ của Trương Ba thì rất đau khổ và muốn bỏ đi. Con trai của Trương Ba lại trở nên hư hỏng, thích tiền và trục lợi. Đứa cháu gái thì không nhận ông nội. Trương Ba thì thấy bất lực và tuyệt vọng. Một cuộc đối thoại giữa hồn và xác đã diễn ra. Ở cái thế là xác đã lấn át và thắng thế so với hồn. Trương Ba vô cùng đau khổ, rơi vào bi kịch và sau đó đã thắp hương, mời Đế Thích xuống, chọn để cho hồn Trương Ba có thể chọn cái chết vĩnh viễn. Đoạn kết của tác phẩm là hình ảnh linh hồn Trương Ba nhập vào màu xanh cây cỏ trong vườn, trò chuyện với người vợ và hình ảnh cái gái cùng với cu tị ăn quả na từ cây na mà ông nội trồng, rồi gieo hạt để cho cây non mọc lên. Như vậy, thông qua việc tóm tắt nội dung của vở kịch hồn Trương Ba ra Hàng Thịt, thì các em sẽ thấy được sự sáng tạo của Lưu Quang Vũ trong việc ông đã sáng tạo lại cốt truyện dân gian để tạo nên một vở kịch hiện đại. Ở đây, Lưu Quang Vũ đã sáng tạo lại cốt truyện dân gian. Kết thúc của tích truyện dân gian là việc hồn Trương Ba nhập vào thân xác của anh Hàng Thịt và sống hạnh phúc cùng với vợ con. Nhưng ở đây, Lưu Quang Vũ đã sáng tạo và xây dựng tình huống kịch của mình chính từ cái kết thúc ấy. Bi kịch của Trương Ba bắt đầu từ khi mà linh hồn thanh cao của ông đã phải nhập vào thân xác của anh Hàng Thịt. Từ việc sáng tạo cốt truyện dân gian để xây dựng một vở kịch nói hiện đại, thì Lưu Quang Vũ đã muốn gửi gắm đến người đọc một triết lý nhân sinh sâu sắc, giàu giá trị nhân văn, đó là được sống là chính mình mới là một điều cao quý nhất. Tiếp theo, cô giáo mời các em đến với phần ba nhỏ, đoạn trích. Các em hãy chỉ ra vị trí và bố cục của đoạn trích này. Đoạn trích thuộc cảnh 7 và đoạn kết của vở kịch. Khi chúng ta tìm hiểu đoạn trích, các em có thể đi theo bố cục sau. Thứ nhất là cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác Hàng Thịt. Thứ hai là cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và những người thân. Thứ ba là cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích. Và cuối cùng là đoạn kết. Như vậy, cô giáo vừa hướng dẫn các em tìm hiểu những nét chung nhất về tác giả Lưu Quang Vũ, về tác phẩm Hồn Trương Ba ra Hàng Thịt và đoạn trích. Bây giờ, cô xin mời các em đến với phần 2 La Mã, hướng dẫn đọc hiểu văn bản. Trước hết, chúng ta sẽ đến với phần 1 nhỏ, màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác Hàng Thịt. Chúng ta có thể thấy rằng, hồn Trương Ba đã phải trải qua một nghịch lý,
là phải trú nhờ trong thân xác thô phàm của anh hàng thịt. Linh hồn thanh cao, nhân hậu, trong sáng và bản tính ngay thẳng của Trương Ba nay đã bị xác hàng thịt lấn át, thắng thế và dần dần đã bị tha hóa. Chính vì vậy mà hồn Trương Ba đã cảm thấy vô cùng dằn vặt, đau khổ, bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Trong khi đó, các em thấy xác hàng thịt thì mang một sức mạnh ghê gớm. Nó không ngừng cười nhạo, khống chế, ve vãn, kêu gọi hồn Trương Ba thỏa hiệp bằng những lý lẽ ti tiện. Và cuối cùng, khi mà hồn Trương Ba nhập vào xác của anh hàng thịt, thì hồn Trương Ba không những không thể điều khiển được xác hàng thịt, mà đã bị xác hàng thịt điều khiển lại. Và xác hàng thịt đã khẳng định sự thắng thế của mình so với hồn Trương Ba. Thông qua cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt, Lưu Quang Vũ đã muốn gửi gắm đến độc giả xưa và độc giả sau này những thông điệp rất sâu sắc. Thứ nhất, đó là cuộc đấu tranh giữa linh hồn và thể xác để có thể bảo vệ những phẩm chất cao quý và để có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Khi mà linh hồn trong sạch của Trương Ba nhập vào thân xác của anh hàng thịt và bị chi phối bởi những ham thích tầm thường của thân xác phàm tục, thì hồn Trương Ba đã thực sự rơi vào bi kịch đau đớn. Bi kịch giữa linh hồn thanh cao phải trú nhờ trong thân xác phàm tục. Và đã diễn ra một cuộc đấu tranh giữa linh hồn và thể xác để bảo vệ những phẩm chất tốt đẹp, để cho cuộc sống thực sự có ý nghĩa hơn. Thông điệp thứ hai, chúng ta thấy hồn và xác là hai phương diện của một con người. Đó là hai phương diện trong một chỉnh thể thống nhất. Và đặc biệt, Lưu Quang Vũ đã cho độc giả thấy được rằng Trương Ba đã được trả lại cuộc sống. Nhưng đó là cuộc sống đáng hổ thẹn, bởi vì ông vẫn phải sống trong sự dung tục và bị sự dung tục chi phối. Không chỉ dừng lại ở đó, Lưu Quang Vũ còn cảnh báo rằng khi con người phải sống trong sự dung tục thì sẽ bị cái ác, ngự trị, thắng thế, lấn át, tàn phá những gì là trong sạch, đẹp đẽ nhất của con người và cuộc sống. Chính vì vậy, mỗi con người cần phải đấu tranh để loại bỏ sự dung tục, sự giả dối, để từ đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn, vươn tới những giá trị chân thiện mỹ của cuộc đời. Các em sẽ đến với phần hai nhỏ, màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và những người thân. Có thể thấy rằng cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và những người thân, đó là một giọt nước làm tràn ly. Đó là lúc mà nỗi đau khổ của Trương Ba nó đã lên tới đỉnh điểm. Trương Ba rơi vào bi kịch bị người thân chối từ, bị người thân xa lánh. Khi mà Trương Ba không còn là ông Trương Ba nhân hậu trong sáng làm vườn ngày xưa nữa. Và khi mà nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm, đã lên xung đột kịch, đã lên đến cao trào, thì hồn Trương Ba phải chọn con đường giải thoát bi kịch của mình. Hồn Trương Ba đã lấy nén hương thắp lửa, mời Đế Thích xuống. Từ đó, chúng ta sẽ có cuộc đối thoại thứ ba. Các em sẽ đến với phần ba nhỏ, màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích. Chúng ta thấy rằng, sau khi mà mời được Đế Thích xuống, khi gặp lại Đế Thích, thì hồn Trương Ba đã kiên quyết chối từ việc được sống tiếp tục trong thân xác của anh hàng thịt. Và hồn Trương Ba đã nói với Đế Thích rằng: "Tôi không chấp nhận kiểu sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo." Các em hiểu câu nói này như thế nào? Có thể thấy rằng câu nói này đã thể hiện một nghịch lý sống đau đớn mà Trương Ba đang phải trải qua. Đó là nghịch lý mà linh hồn thanh cao của ông phải sống trú ngụ nhờ, sống gửi, sống ký sinh vào thân xác của anh hàng thịt. Đó chính là căn nguyên cho nỗi đau đớn, dày vò, trăn trở của hồn Trương Ba.
Chúng ta hiểu bên trong chính là linh hồn, là tư tưởng, là cảm xúc, là nhân cách cao đẹp của hồn Trương Ba. Còn bên ngoài là xác thịt thô phàm của anh hàng thịt với những thú vui tầm thường bản năng. Với câu nói này thì hồn Trương Ba đã ý thức rất sâu sắc về bi kịch và nghịch lý sống mà mình đang phải trải qua. Ông không chấp nhận cảnh sống vênh lệch giữa thể xác và tâm hồn. Hồn Trương Ba đã nói với Đế Thích về một khát vọng được sống là chính mình. Tôi muốn được sống là tôi toàn vẹn. Có thể thấy rằng câu nói này đã thể hiện khát vọng sống ý nghĩa rất chân chính, rất mãnh liệt của hồn Trương Ba. Toàn vẹn, chúng ta hiểu đó là sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác, giữa cái bên ngoài và cái bên trong, giữa nội dung và hình thức, giữa suy nghĩ và hành động. Đó là khát vọng chân chính không chỉ của hồn Trương Ba, mà đó là khát vọng chân chính của tất cả mọi con người trên cuộc đời này. Khát vọng này đã thể hiện việc hồn Trương Ba ý thức sâu sắc về cuộc đời của mình, về cuộc sống có ý nghĩa. Đứng trước khát vọng sống như thế, thì Đế Thích đã nói với Trương Ba như thế nào? Đế Thích đã khuyên hồn Trương Ba, ông hãy chấp nhận cái cuộc sống trong thân xác của anh hàng thịt đi. Bởi vì trong cuộc sống này, không phải ai cũng được sống theo những suy nghĩ bên trong của mình đâu. Không phải ai cũng được sống một cách toàn vẹn, được sống là chính mình đâu. Dưới đất, trên trời, là tiên hay là người thì đều phải chấp nhận cuộc sống không toàn vẹn như thế thôi. Và tiên Đế Thích đã khuyên hồn Trương Ba nên chấp nhận, thỏa hiệp với cuộc sống trong thân xác của anh hàng thịt. Nhưng hồn Trương Ba không tìm thấy sự an ủi, cũng không tìm thấy sự bào chữa trong cái tư duy số đông mà tiên Đế Thích đã nói ra. Ông đã khẳng định, của cải vật chất sử dụng của người khác đã là điều không nên. Nay cái thân tôi phải sống nhờ vào thân xác của anh hàng thịt. Hồn Trương Ba đã chỉ ra cái mối quan hệ giữa vật chất và bản thân. Sử dụng của cải vật chất của người khác là điều không nên rồi. Nhưng nếu như thân xác, nếu như linh hồn phải sống nhờ, sống gửi, sống tạm bợ, sống ký sinh, sống trái tự nhiên và quy luật thông thường của tạo hóa, thì đó thật sự là một điều đáng xấu hổ và đáng lên án. Chính vì vậy, Trương Ba đã thẳng thắn nêu quan điểm với Đế Thích rằng, ông chỉ đơn giản là cho tôi sống, còn sống như thế nào thì ông chẳng cần biết. Đế Thích mong muốn cho Trương Ba, hồn Trương Ba nhập vào thân xác của anh hàng thịt để được sống. Nhưng đó là cuộc sống của sự tồn tại. Còn với câu nói này, chúng ta thấy rằng hồn Trương Ba đã ý thức rất sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Sống không phải là sự tồn tại sinh học, mà đó là một cuộc sống phải có ý nghĩa. Vậy thì, thông qua cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích, các em hãy chỉ ra sự khác nhau trong quan niệm về ý nghĩa sự sống của hai nhân vật này. Chúng ta thấy rằng, trong đoạn đối thoại trang 149 mà các em thấy được giữa lời thoại của hồn Trương Ba và Đế Thích, thì chúng ta sẽ thấy quan niệm về ý nghĩa sự sống của Đế Thích. Đế Thích đã có cái nhìn phiến diện, hời hợt về cuộc sống của con người nói chung và cuộc sống của Trương Ba nói riêng. Các em ạ, đối với Đế Thích thì sống chỉ là một sự tồn tại thôi. Thế còn Trương Ba thì sao? Đối với hồn Trương Ba thì sao? Đấy, Trương Ba thì cho rằng, đấy, hồn Trương Ba cho rằng sống phải là mình, không phải là sống bằng mọi cách, bằng mọi giá, mà sống là phải có sự hòa hợp và toàn vẹn giữa linh hồn và thể xác. Ở đây, hồn Trương Ba đã thấu hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống.
Sống là phải có ý nghĩa, có trách nhiệm với suy nghĩ và hành động của bản thân mình. Sống là mình, sống vì mọi người, sống đem lại niềm vui cho những người xung quanh, cho xã hội, cho cuộc đời. Đó mới là cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Các em đến với phần đối thoại thứ hai giữa hồn chương 3 và đế thích. Chúng ta thấy rằng là khi mà hồn chương 3 rơi vào hai bi kịch. Bi kịch thứ nhất là bi kịch linh hồn thanh cao, phải sống nhờ, sống trú ngụ trong thân xác của anh hàng thịt và phải chiều theo những cái thú vui, những cái ham thích tầm thường của xác thịt thô phàm. Bi kịch thứ hai là bị người thân chối từ. Vậy thì đứng trước cái bi kịch đó và đứng trước cái khát vọng hồn chương 3 muốn được sống là tôi toàn vẹn, thì đế thích đã có hướng giải quyết bi kịch cho chương 3. Hướng giải quyết xung đột kịch như thế nào? Ở đây, đế thích đã khuyên hồn chương 3 là nên nhập vào thân xác của Cu Tị. Cu Tị là ai? Cu Tị là một cậu bé hàng xóm của chương 3, mới lên 10, con độc nhất của chị Lụa. Một cậu bé rất là ngoan, thông minh, đang ốm nặng và sắp chết. Trên thực tế thì cách giải quyết này chỉ làm tăng thêm xung đột và bi kịch của chương 3 mà thôi. Vì hồn chương 3 vẫn phải sống trong cái tình cảnh là hồn này, xác kia. Và đứng trước lời khuyên của đế thích thì hồn chương 3 đã đưa ra những cách giải quyết bi kịch như thế nào. Thứ nhất, các em sẽ thấy hồn chương 3 đã quyết định trả lại thân xác cho anh hàng thịt. Hồn chương 3 nói với đế thích rằng thân xác của anh hàng thịt còn nguyên si đây, ông hãy lấy linh hồn của anh ta nhập vào thể xác này. Đế thích nói rằng làm sao có thể thay thế linh hồn thanh cao của bác bằng linh hồn tầm thường của anh hàng thịt được. Nhưng mà hồn chương 3 đã nói rằng tầm thường thật đấy, nhưng đó là của anh ta. Chúng sinh ra là để dành cho nhau, không thể lấy tâm hồn, linh hồn của tôi để nhập vào thân xác thô phàm của anh hàng thịt được. Quyết định thứ hai của hồn chương 3 đó là việc từ chối nhập vào xác Cu Tị. Bởi vì sao? Bởi vì hồn chương 3 dường như đã mường tượng tất cả những rắc rối phiền phức ở phía trước khi mà nhập vào thân xác của Cu Tị. Khi một cái cậu bé khi một cái ông lão gần 60 tuổi phải nhập vào thân xác của một cậu bé mới lên 10 thì sẽ xảy ra rất nhiều những rắc rối phiền toái. Hồn chương 3 sẽ phải nói với chị Lụa như thế nào? Chị ấy sẽ không nguôi thương nhớ con. Thế rồi hàng xóm, lý trưởng, bạn bè của chương 3, rồi vợ của chương 3 và con trai của chương 3, họ sẽ nghĩ về chồng mình, về cha mình như thế nào khi phải sống trong thân xác của một đứa trẻ lên 10. Và đặc biệt, hồn chương 3 nhận thấy rằng khi mà tất cả những bạn bè đồng trang lứa của hồn chương 3 như bác trưởng Hoạt, như vợ của chương 3 sẽ chết đi rồi, chỉ còn lại một mình chương 3 lạc lõng và bơ vơ cùng lớp người hậu sinh. Những gì chúng thích thì chương 3 lại không thể hòa hợp được, những gì mà chương 3 thích thì chúng lại không ưa. Và chương 3 sẽ lại tiếp tục sống một cuộc sống mà giống như một người khách cứ rầm rề nán lại nhà người ta khi mà khách khứa đã về hết cả rồi. Và đặc biệt là hồn chương 3 rất thương mẹ con Cu Tị. Chắc hẳn rằng khi mà nhìn thấy hình ảnh của cái hình ảnh mà linh hồn của cậu bé Cu Tị bay vọt lên trên mái nhà, tan mờ như một lớp sương mỏng, thì chị Lụa sẽ đau đớn lắm. Bởi vì đối với người mẹ thì đứa con có ý nghĩa vô cùng. Không có một tài sản nào đáng giá hơn đối với người mẹ, chính là đứa con. Chính vì vậy mà hồn chương 3 đã xin đế thích từ chối nhập vào xác của Cu Tị, xin đế thích cho Cu Tị được sống lại, bởi vì đối với ông, có những cái sai không thể nào sửa được, chấp vá, gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có một cách là không được sai nữa, và hoặc là sửa lại bằng một việc làm đúng khác. Việc làm đúng bây giờ là trả lại thân xác,
trả lại linh hồn cho cụ tỷ, cho cụ tỷ được sống lại. Quyết định thứ ba của hồn Trương Ba, các em thấy đó là hồn Trương Ba đã chấp nhận cái chết. Các em ạ, đây thực sự là một quyết định không dễ dàng đối với hồn Trương Ba đâu. Bởi vì ham sống là một cái khát vọng chân chính của con người nói chung. Đặc biệt là những con người sống giữa ranh giới lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta thấy hồn Trương Ba cũng rất ham sống. Hồn Trương Ba cũng mong muốn được sống là chính mình, được sống với những người yêu thương và những người mà ông yêu thương và những người yêu thương ông. Nhưng nếu như mà cứ phải sống nhờ, sống gửi, sống mà đem lại nỗi đau khổ cho người thân và đem lại bi kịch cho chính bản thân mình thì sống như vậy còn khổ hơn cả cái chết. Nếu cứ tiếp tục nhập vào thân xác của cụ tỷ thì hồn Trương Ba thấy mọi thứ ở phía trước như tan hoang hết cả. Để rồi cuối cùng hồn Trương Ba phải chấp nhận cái chết vĩnh viễn. Để được trở về là Trương Ba làm vườn nhân hậu trong sáng ngày xưa. Và hồn Trương Ba khi đứng trước cái quyết định đó thì hồn Trương Ba thấy mình bỗng thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng. Các em sẽ thấy trong đoạn kết của tác phẩm có hình ảnh mà hồn Trương Ba nhập vào trong màu xanh cây cỏ của khu vườn, nói chuyện với người vợ và hình ảnh cụ tỷ cùng với cái gái ăn na từ cái cây na ông nội trồng, sau đó gieo hạt để mọc thành cây mới. Nó đã trả lời cho cái hành động chấp nhận cái chết của hồn Trương Ba. Đó là những hình ảnh mà chất thơ, chất nhân văn còn đọng lại mãi trong tâm hồn của người đọc nhiều thế hệ. Như vậy, các em thấy thông qua lời đối thoại, phần sau lời đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích, chúng ta thấy được cách giải quyết bi kịch của hồn Trương Ba. Đó là khát vọng được sống là chính mình. Khát vọng này là căn nguyên cho việc mà hồn Trương Ba chấp nhận cái chết, để được sống là tôi toàn vẹn. Chúng ta có thể thấy rằng, Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm đến bạn đọc nhiều thế hệ những thông điệp rất giàu giá trị nhân văn. Thứ nhất, cuộc sống hạnh phúc có ý nghĩa phải là sự kết hợp hài hòa giữa tâm hồn và thể xác, bên ngoài và bên trong. Thứ hai, được sống đã là một điều vô cùng hạnh phúc đối với mỗi con người. Nhưng được sống là chính mình, sống trọn vẹn với những giá trị mình vốn có và theo đuổi mới là điều quý giá hơn bao giờ hết. Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với nghịch cảnh và với chính bản thân mình để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý, vươn tới những giá trị chân thiện mỹ trên cuộc đời này. Như vậy, đây là những ý nghĩa tư tưởng sâu sắc mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm đến độc giả. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em tổng kết những giá trị về nội dung và những giá trị về nghệ thuật của đoạn trích này. Trước hết là những giá trị về nội dung. Các em sẽ thấy được bi kịch của con người khi đặt vào nghịch cảnh phải sống nhờ, sống trái tự nhiên. Và vẻ đẹp tâm hồn của người lao động trong cuộc đấu tranh chống lại sự giả tạo, dung tục sau khi tìm hiểu đoạn trích trong sách giáo khoa. Về giá trị nghệ thuật, chúng ta thấy rằng đoạn trích nói riêng và vở kịch hồn Trương Ba nói chung đã thể hiện những thành công đặc sắc của Lưu Quang Vũ trong nghệ thuật viết kịch. Chúng ta thấy những thành công về nghệ thuật đó là sự sáng tạo cốt truyện dân gian, là nghệ thuật dựng cảnh, dựng đối thoại, độc thoại nội tâm, là hành động của nhân vật phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, góp phần phát triển xung đột kịch. Và thời gian các em được nghỉ tương đối dài. Chính vì vậy, cô giáo sẽ hướng dẫn các em làm một đề bài như sau. Đề bài cô giáo cung cấp cho các em như sau.
Trong vở kịch Hồn chương 3 Ra hàng thịt của Lưu Quang Vũ có đoạn: các em sẽ chú ý vào sách giáo khoa ngữ văn 12 tập 2, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2013, trang 149. Các em chú ý lời thoại của Hồn chương 3 và Đế Thích. Bắt đầu từ lời thoại của Hồn chương 3 là: ông Đế Thích ạ, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được. Cho đến lời thoại của Hồn chương 3: sống nhờ vào đồ đạc của cải người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ xác anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi được sống, nhưng sống như thế nào ông chẳng cần biết. Các em hãy phân tích khát vọng của nhân vật Hồn chương 3 trong đoạn trích trên, từ đó trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề con người cần được sống là chính mình. Sau đây, cô giáo sẽ gợi ý một số những vấn đề mà các em cần làm rõ khi các em làm đề bài cô giáo vừa yêu cầu. Các em cần giới thiệu được vài nét về tác giả, tác phẩm, đoạn trích. Các em cần phân tích được khát vọng của nhân vật Hồn chương 3. Chúng ta làm rõ hai khát vọng. Khát vọng thoát ra khỏi nghịch cảnh phải sống nhờ trong thân xác anh hàng thịt, và khát vọng được sống là chính mình. Sau đó các em phải đánh giá, thấy được vẻ đẹp tâm hồn của con người đấu tranh chống nghịch cảnh và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.